Mới đây tại Hà Nội, Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam Hàn Quốc đã phối hợp với Hiệp hội ẩm thực truyền thống Hàn Quốc tổ chức kết nối doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc trong lĩnh vực thực phẩm và ăn uống. Những năm gần đây, mức thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện kéo theo thị trường dịch vụ ăn uống được dự đoán sẽ ngày càng mở rộng và nhiều doanh nghiệp coi đây là cơ hội kinh doanh mới. Ngoài ra, ngành dịch vụ đang ngày càng đa dạng hóa kéo theo nhu cầu tìm hiểu của doanh nghiệp Việt Nam về dịch vụ và các bí quyết kinh doanh của các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Tại chương trình, có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực ăn uống bán lẻ tham gia. Chương trình là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực ẩm thực. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia buổi kết nối đều mong muốn gặp gỡ, đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam có triển vọng hợp tác trong việc đầu tư vào Việt Nam.